Ăn chay làm cây cỏ biết đau, câu hỏi của Diệu Hiền. Hỏi kính bạch Hòa Thượng, con còn hai điều không biết rõ, xin Hòa Thượng chỉ dạy. Một, có người bảo rằng ăn chay để tránh sự sát sanh đau khổ, vậy cây cỏ đang sống mình bẻ ngang ăn, nó cũng biết đau đớn vậy, con không biết phải trả lời sao cho đúng với đạo đức nhân quả. Hai, có một số người nói trứng gà công nghiệp dùng cho ăn chay được, tại vì nó không có kết hợp trống mái. Kính bạch Hòa Thượng, những điều trên đây con chưa thấu hiểu, ngưỡng mong Hòa Thượng dành chút thời gian quý báu để chỉ dạy cho con được rõ. Con xin kính chúc cho Hòa Thượng và cô Út được nhiều sức khỏe và ánh sáng chánh Phật Pháp luôn lan tràn khắp hành tinh này. Đáp, nếu con trả lời ngắn gọn thì nên hỏi lại, các bạn có bệnh thần kinh không? Chỉ có những người bệnh thần kinh mới có cảm tưởng cây cỏ biết đau khổ. Khi biết chúng đau khổ, sao bạn lại nhẫn tâm ăn chúng? Một, nói cỏ cây biết đau khổ là nói đúng. Nhưng các bạn nhận ra sự đau khổ của nó bằng gì? Các bạn không chứng minh được cây cỏ đau khổ, chỉ nói trong trưởng thành các bạn nói sai. Khi muốn nói cây cỏ đau khổ thì phải nói có sự chứng minh cụ thể các bạn ạ. Khi ta bẻ ngọn, ngắt cành, nhổ gốc, sao loài thực vật không kêu la, rên xiết, không dãy dụa phản ứng như loài động vật vậy? Ý của các bạn trên đây là bạn sống trong tưởng tri, tưởng cây cỏ biết đau khổ, chứ các bạn không chứng nghiệm được sự khổ đau của nó. Các bạn sống trong tưởng như những nhà thơ, nhà văn. Vì nhân quả khổ đau của chính mình mà ta không nỡ nhẫn tâm sống trên tiếng kêu la rên xiết, dãy dụa khổ đau của loài động vật. Thực vật tuy có đời sống, có sự khổ đau như loài động vật, nhưng không kêu la, không dãy dụa, không đổ máu, vân vân. Vì thế, ta mới sống trong thực phẩm thực vật, để không còn mắt thấy sự dãy dụa, máu đổ, thịt rơi, để không còn tai nghe tiếng kêu la rên xiết của loài động vật trước khi tắt thở. Các bạn có những lý luận này là chính các bạn đã tự dối lòng mình, tự mâu thuẫn với sự sống của mình. Vì chính các bạn đang sống trong các loài thực phẩm động vật và thực vật mà các bạn có như thật biết chúng đau khổ đâu. Các bạn đâu có lòng thương yêu chúng, các bạn đang nhai nuốt chúng, đang nở nhẫn tâm chà đạp lên sự sống của chúng. Các bạn chỉ nói lời ấy là để bác bỏ đạo đức hiếu sinh của người khác. Mình sống không đạo đức hiếu sinh thì cũng muốn người khác sống không đạo đức như mình. Ý các bạn hỏi câu này là chỉ cho những người ăn thực phẩm thực vật, cũng giống như ăn những người ăn thực phẩm động vật. Vì cả hai đều có sự đau khổ như nhau. Ý các bạn hỏi câu này không phải các bạn thương yêu sự sống của muôn loài, bởi vì các bạn đang sống bằng xương máu của động vật và thực vật. Chúng tôi biết rất rõ tâm các bạn đều sợ khổ đau, sợ chết, đều ước mong có sự bình an, yên lành. Thế mà hằng ngày các bạn lại sống trong sự khổ đau của loài động vật, thực vật khác. Các bạn sống vui cười hạnh phúc trong sự khổ đau của động vật và thực vật. Các bạn có biết không? Các bạn có biết sự khổ đau không? Các bạn chỉ nói được bằng miệng, cỏ cây cũng biết đau khổ. Chứ các bạn có biết chúng đau khổ như thế nào đâu? Thí dụ, nếu có ai đánh đập đâm chém và làm thịt các bạn thì các bạn nghĩ sao? Chừng đó các bạn mới nếm được mùi vị đau khổ như thật. Chừng đó các bạn mới có buồn khổ, căm tức và thù hận kẻ làm mình đau khổ. Nếu các bạn hỏi được câu này thì các bạn đừng ăn thực phẩm động vật và thực phẩm thực vật, thì sự sống của các bạn sẽ ra sao, các bạn có biết không? Có lẽ các bạn là cỏ cây nên đã cảm thông với cỏ cây mà nêu ra những ý kiến này. Nếu các bạn thật sự là cỏ, cây, đất đá thì chúng tôi không có ý kiến gì với các bạn cả, vì các bạn nói đúng. Còn chúng tôi nói cỏ cây có sự đau khổ là có sự chứng minh cho các bạn thấy cụ thể. Còn các bạn là cỏ cây đất đá thật thì làm sao các bạn có ý kiến, có cảm giác của loài động vật? Những loài động vật có ý kiến là loài người các bạn ạ. À. Mà loài người thì sống phải có đạo đức, có tình cảm, có lương tri, lương năng, có sự yêu thương nhau. Các bạn là con người, sao gợi lên những ý tưởng không đúng sự thật, cây cỏ biết đau khổ. Cây cỏ biết đau khổ có bao giờ nói với các bạn chưa? Các bạn có thấy chúng đau khổ chưa? Chúng biểu hiện sự đau khổ ấy như thế nào?
Các bạn giàu tưởng tượng để bắt bí người khác không sống trong ảo tưởng như các bạn, để lôi kéo người khác vào sự khổ đau bằng chính những hành động ác của họ, nhân ác, để lôi kéo những người khác vào sự phá hoại sự sống trên hành tinh này. Chứ nào bạn có thương yêu sự sống của muôn loài, bằng chứng bạn nói cỏ cây đều biết có sự đau khổ, nhưng bạn vẫn sống trên sự đau khổ, không những loài động vật mà còn loài thực vật nữa. Trên hành tinh này là hành tinh có môi trường sống, vì thế mọi vật luôn luôn phải biết bảo vệ sự sống của nhau. Cỏ cây nuôi loài động vật phải biết bảo dưỡng cỏ cây, thì môi trường sống càng ngày càng tốt đẹp hơn. Do đó, cỏ cây xanh tươi mát mẻ, loài động vật thương yêu nhau như anh em trong một nhà. Ngược lại, hiện giờ loài động vật đang tự hoại diệt sự sống của nhau trên hành tinh này. Thực vật để lại hoa trái và lá nuôi loài động vật. Loài động vật thì biết chăm sóc bón phân tưới nước cho loài thực vật. Thì bông trái lá là món ăn của loài động vật, và loài động vật ăn hoài không hết. Ngược lại, con người là loài vật lớp ăn lớp diệt, khiến cho cây cỏ cằn cỗi khô chết. Thậm chí người ta còn đốt rừng phá hoại sự sống ngàn cây nội cỏ và còn ăn thịt lẫn nhau. Ngàn cây nội cỏ là sự sống của loài động vật, thế mà người ta còn hủy diệt. Huống là loài động vật thì làm sao mà không ăn thịt lẫn nhau? Con lớn ăn thịt con bé, con mạnh ăn thịt con yếu. Đó là một hình ảnh bất công phi đạo đức trên môi trường sống này. Trên hành tinh này là một nỗi buồn đau của những người biết thương yêu sự sống của muôn loài. Với những người này, con nên trả lời đúng nhân quả. Khi bạn biết nó đau đớn thì bạn đừng có ăn nó. Còn chúng tôi chỉ biết loài động vật có sự đau đớn nên chúng tôi không ăn. Bạn biết cây cỏ đau đớn mà bạn ăn nó, tức là bạn quá ác tâm, quá tàn nhẫn. Mà người quá ác tâm, quá tàn nhẫn như vậy thì có khác gì là loài ác quỷ. Còn chúng tôi biết cỏ cây có sự đau đớn nên chúng tôi quyết chí tu hành để chỉ còn có một kiếp này nữa mà thôi. Vì có sự sống này là có sự khổ đau, và chúng tôi không muốn thấy sự khổ đau nữa, dù bất cứ loài động vật hay loài thực vật.